Charm Omnia. Nước hoa Charm Omnia là loại nước hoa dành cho nữ, được các chuyên gia điều chế tại Pháp và ra mắt vào năm 2017 tại Việt Nam. Charm Omnia được khách hàng khá ưa chuộng và đánh giá là mùi hương đầy quyến rũ và rất sang trọng, mang phong cách nữ tính, hiện đại, hấp dẫn một cách tự nhiên và đặc biệt lưu hương rất lâu. Thương hiệu Charm, nồng độ Eau de Parfum, loại nước hoa, nữ, độ tuổi khuyên dùng 20-40 tuổi, hương đầu, hương cam, hương quýt, hương xoài, hương giữa, hoa vòi voi, hương hoa nhài, hương hoa hồng, lá hoa tím, hương cuối, hoắc hương, đậu tôn ca, hương vani, thuộc nhóm hương floral, fruity, phong cách, nữ tính, quyến rũ, sang trọng, bối cảnh sử dụng, dạo phố, gặp gỡ bạn bè, dạ hội, sự kiện. Độ lưu hương, lâu 7-12 giờ trên da, 3-5 ngày trên quần áo. Độ tỏa hương, xa, tỏa hương trong vòng bán kính 2 mét.